156. Vào lúc bấy giờ, dân chúng buộc các khúc gỗ lại thành bè rồi thả xuôi dòng sông Achi Vravati. Khi dây buộc bị đứt, các khúc gỗ đã bị phân tán trôi đi. Các vị tỳ khưu tưởng là vật quang bỏ nên đã vớt lên. Những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: "Các người không phải là sa môn." Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu vị lầm tưởng là vật quang bỏ thì vô tội vào lúc bấy giờ dân chúng buộc các khúc gỗ lại thành bè rồi thả xuôi dòng sông achi khi dây buộc bị đứt các khúc gỗ đã bị phân tán trôi đi các vị tỳ khưu đã dớt lên với tâm trộm cắp phải hành động trước khi các người chủ nhìn thấy. Những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng, các người không phải là sa môn. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng chúng ta đã phạm tội barājika? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội barājika, 157 Vào lúc bấy giờ, có người chăn bò nọ đã treo tấm giải tròn trên cây rồi đi đại tiện. Có vị tỳ khưu nọ tưởng là vật quăng bỏ nên đã nhặt lấy. Khi ấy, người chăn bò ấy đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng Ngươi không phải là sa môn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị lầm tưởng là vật quang bỏ thì vô tội. 158 Vào lúc bấy giờ, trong lúc vị tỳ khưu nọ đang lội qua sông, có tấm vải tròn bị trượt khỏi tay của những người thợ nhuộm trôi đến dướng vào chân của vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã nhặt lên, nghĩ rằng ta sẽ cho lại những người chủ. Những người chủ đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng ngươi không phải là sa môn vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu vị không có tâm trộm cắp thì vô tội vào lúc bấy giờ trong lúc vị tỳ khưu nọ đang lội qua sông có tấm vải choàng bị trùa khỏi tay của những người thợ nhuộm trôi đến dướng vào chân của vị ấy vị tỳ khưu ấy khởi tâm trộm cắp phải hành động trước khi các người chủ nhìn thấy rồi đã nhặt lấy. Những người chủ đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng Ngươi không phải là sa môn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 159 Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nhìn thấy hũ bơ lỏng nên đã thọ dụng mỗi lần một chút ít thơ căng thơ căng vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội barajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi không phạm tội barajika mà phạm tội dukata tác ác 160. trăm vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đã cùng nhau phân công rồi ra đi, nghĩ rằng chúng ta sẽ lấy trộm đồ vật. Một vị đã lấy trộm đồ vật, các vị ấy đã nói như vậy. Chúng ta không phạm tội barajika, vị nào lấy trộm, vị ấy phạm tội barajika. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội barajika. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu sau khi đã cùng nhau phân công rồi đã lấy trộm đồ vật và chia phần. Trong khi được phân chia bởi các vị ấy, phần chia cho mỗi một vị không đủ năm masaka. Các vị ấy đã nói như vậy. Chúng ta không phạm tội Parajika. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội Parajika. 161 Vào lúc bấy giờ, trong lúc ở thành Savatthi có sự khó khăn về vật thực, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp rồi đã lấy trộm một nắm tay gạo của người chủ tiệm. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika vào lúc bấy giờ, trong lúc ở thành Savatthi, có sự khó khăn về vật thực, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm một nắm tay đậu của người chủ tiệm. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, trong lúc ở thành Savatthi, có sự khó khăn về vật thực, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm một nắm tay đậu tây của người chủ tiệm. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, trong lúc ở thành Savatthi, có sự khó khăn về vật thực, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm một nắm tay hạt mè của người chủ tiệm. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội barajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. "Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội barajika." 162. Vào lúc bấy giờ, trong khu rừng Anda ở thành Savathi, các kẻ trộm sau khi giết con bò cái đã ăn thịt, sau khi thu dọn phần còn thừa để ở một nơi rồi đi. Các vị tỳ khưu tưởng là vật quăng bỏ nên đã cho người nhặt lấy rồi thọ dụng. Các kẻ trộm đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: Các người không phải là sa môn. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội barajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn này các tỳ khưu vị lầm tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội vào lúc bấy giờ trong khu rừng anda ở thành Savatthi, các kẻ trộm sau khi giết con heo rừng đã ăn thịt sau khi thu dọn phần còn thừa để ở một nơi rồi đi các vị tỳ khưu tưởng là vật quăng bỏ nên đã cho người nhặt lấy rồi thọ dụng các kẻ trộm đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng các người không phải là sa môn. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định. Phải chăng chúng ta đã phạm tội Parajika? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị lầm tưởng là vật quan bỏ thì vô tội. 163 vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến cánh đồng cỏ khởi tâm trộm cắp rồi đã lấy trộm cỏ được cắt sẵn trị giá năm masaka vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi đã phạm tội parajika 164 vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến cánh đồng cỏ đã cắt số lượng cỏ trị giá năm masaka rồi khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi đã phạm tội parajika một trăm sáu mươi lăm vào lúc bấy giờ các tỳ khưu giảng lai đã bảo chia phần xoài của hội chúng rồi thọ dụng các tỳ khưu thường trú đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng các ngươi không phải là sa môn các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu khi ấy các ngươi có tâm gì bạch thế tôn chúng con có nhu cầu về thọ thực bari phoga thaya này các tỳ khưu trường hợp có nhu cầu về thọ thực thì vô tội vào lúc bấy giờ các tỳ khưu giảng lai đã bảo chia phần trái táo hồng của hội chúng rồi thọ dụng các tỳ khưu thường trú đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng các ngươi không phải là sa môn các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc điều học đã được đức thế tôn quy định phải chăng chúng ta đã phạm tội Parajika các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu trường hợp có nhu cầu về thọ thực thì vô tội vào lúc bấy giờ các tỳ khưu giảng lai đã bảo chia phần trái bánh mì của hội chúng rồi thọ dụng các tỳ khưu thường trú đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng các ngươi không phải là sa môn các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc điều học đã được đức thế tôn quy định phải chăng chúng ta đã phạm tội Barajika? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp có nhu cầu về thọ thực thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giảng lai đã bảo chia phần trái mít của hội chúng, rồi thọ dụng. Các tỳ khưu thường trú đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: các ngươi không phải là Sa Môn. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng chúng ta đã phạm tội Parajika? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp có nhu cầu về thọ thực thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giảng lai đã bảo chia phần trái chà là của hội chúng, rồi thọ dụng. Các tỳ khưu thường trú đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng, các ngươi không phải là sa môn các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc điều học đã được đức thế tôn quy định phải chăng chúng ta đã phạm tội parajika các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu trường hợp có nhu cầu về thọ thực thì vô tội vào lúc bấy giờ các tỳ khưu giảng lai đã bảo chia phần mía của hội chúng rồi thọ dụng các tỳ khưu thường trú đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng các ngươi không phải là sa môn. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định phải chăng chúng ta đã phạm tội barajika? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp có nhu cầu về thọ thực thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giảng lai đã bảo chia phần dưa của hội chúng rồi thọ dụng các tỳ khưu thường trú đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng các người không phải là sa môn các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc điều học đã được đức thế tôn quy định phải chăng chúng ta đã phạm tội parajika các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu trường hợp có nhu cầu về thọ thực thì vô tội 166. 166 vào lúc bấy giờ những người canh giữ giường xoài dân trái xoài đến các tỳ khưu các vị tỳ khưu nghĩ rằng các người chủ bảo họ canh giữ các vật này chứ không bảo dân các vật này nên ngần ngại rồi không thọ nhận các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu vô tội trong việc bố thí của người giữ giường vào lúc bấy giờ những người canh giữ giường táo hồng dâng những quả táo hồng đến các vị tỳ khưu các vị tỳ khưu nghĩ rằng các người chủ bảo họ canh giữ các vật này chứ không bảo dân các vật này nên ngần ngại rồi không thọ nhận các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu vô tội trong việc bố thí của người giữ giường vào lúc bấy giờ những người canh giữ giường cây bánh mì dâng những quả bánh mì đến các vị tỳ khưu các vị tỳ khưu nghĩ rằng các người chủ bảo họ canh giữ các vật này chứ không bảo dâng các vật này nên ngần ngại rồi không thọ nhận các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu vô tội trong việc bố thí của người giữ giường vào lúc bấy giờ những người canh giữ giường mít dâng những quả mít đến các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu nghĩ rằng các người chủ bảo họ canh giữ các vật này, chứ không bảo dân các vật này, nên ngần ngại rồi không thọ nhận. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vô tội trong việc bố thí của người giữ giường. Vào lúc bấy giờ, những người canh giữ giường cây trà là Dân những quả chà là đến các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu nghĩ rằng các người chủ bảo họ canh giữ các vật này, chứ không bảo dân các vật này, nên ngần ngại rồi không thọ nhận. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vô tội trong việc bố thí của người giữ giường. Vào lúc bấy giờ, những người canh giữ giường mía, dân mía đến các vị tỳ khưu các vị tỳ khưu nghĩ rằng các người chủ bảo họ canh giữ các vật này chứ không bảo dân các vật này nên ngần ngại rồi không thọ nhận các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu vô tội trong việc bố thí của người giữ giường vào lúc bấy giờ những người canh giữ giường dưa dân những quả dưa đến các vị tỳ khưu các vị tỳ khưu nghĩ rằng các người chủ bảo họ canh giữ các vật này, chứ không bảo dân các vật này. Nên ngần ngại rồi không thọ nhận. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vô tội trong việc bố thí của người giữ giường. 167 Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ lấy có tính cách tạm thời cây gỗ của hội chúng để chống đỡ bức tường của trú xá thuộc về bản thân các tỳ khưu đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng ngươi không phải là sa môn vị ấy đã có nỗi nghi hoặc vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu khi ấy ngươi có tâm gì bạch thế tôn con lấy có tính cách tạm thời này tỳ khưu trường hợp có tính cách tạm thời thì vô tội 168 Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm nước của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm đất sét của hội chúng vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi đã phạm tội parajika vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp rồi đã lấy trộm cỏ munja của hội chúng vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi đã phạm tội parajika vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp rồi đã đốt cháy cỏ munra của hội chúng vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này Tỳ khưu, ngươi không phạm tội parajika mà phạm tội Dukhata, tác ác. 169. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm giường của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ khưu, Ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm ghế của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm nệm của hội chúng vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi đã phạm tội parajika vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp rồi đã lấy trộm gối của hội chúng vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi đã phạm tội parajika vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp rồi đã lấy trộm cánh cửa lớn của hội chúng vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi đã phạm tội parajika vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp rồi đã lấy trộm cửa sổ của hội chúng vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi đã phạm tội parajika vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp rồi đã lấy trộm đà gỗ của hội chúng vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội barajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi đã phạm tội barajika 170 vào lúc bấy giờ các tỳ khưu sử dụng sàn tọa là vật dụng trong trú xá của người nam cư sĩ nọ tại địa điểm khác khi ấy người nam cư sĩ ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng Vì sao các ngài đại đức lại sử dụng đồ đạc của địa điểm này tại địa điểm khác? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên sử dụng đồ đạc của địa điểm này tại địa điểm khác. Vị nào sử dụng thì phạm tội Dukhata tác ác. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại di chuyển thảm lót đến nhà hành lễ Uposatha và phòng hội họp nên ngồi xuống ở nền nhà. Các thân mình và y phục đều bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép lấy đi có tính cách tạm thời. 171 Vào lúc bấy giờ, ở xứ Champa, vị tỳ khưu ni, học trò của tỳ khưu ni Thulananda đã đi đến gia đình hộ độ tỳ khu ni thulananda nói rằng ni sư muốn uống cháo gồm ba thứ sau khi bảo nấu đã mang đi rồi đã thọ dụng cho chính bản thân tỳ khu ni thulananda biết được đã cỡ trách vị ni ấy rằng ngươi không phải là nữ sa môn vị ni ấy đã có nỗi nghi hoặc sau đó vị tỳ khu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khu ni các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị ni ấy không phạm tội Parajika mà phạm tội Bacitiya, ưng đối trị trong việc cố tình nói dối. Vào lúc bấy giờ ở thành Rajagaha, vị tỳ khưu ni học trò của tỳ khưu ni Thulananda, đã đi đến gia đình hộ độ tỳ khu ni thulananda nói rằng ni sư muốn ăn mật viên sau khi bảo nấu đã mang đi rồi đã thọ dụng cho chính bản thân tỳ khu ni thulananda biết được đã quở trách vị ni ấy rằng ngươi không phải là nữ sa môn vị ni ấy đã có nỗi nghi hoặc sau đó vị tỳ khu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khu ni các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, dị ni ấy không phạm tội Parajika mà phạm tội Bacitiya, ưng đối trị trong việc cố tình nói dối. 172 Vào lúc bấy giờ, ở thành Vesali, người gia chủ hộ độ Đại Đức Ajuka có hai đứa trẻ trai một là con trai và đứa kia là cháu trai. Khi ấy, người gia chủ ấy đã nói với đại đức Ajuka điều này: "Thưa ngài, trong hai đứa trẻ trai này, đứa nào có đức tin và mộ đạo thì ngài nên thông báo cơ hội này Okasan cho đứa ấy." Người ấy đã qua đời. Vào lúc bấy giờ, đứa cháu trai của người gia chủ ấy thì có đức tin và mộ đạo. Khi ấy đại đức azuka đã thông báo cơ hội ấy cho đứa trẻ trai ấy với của cải ấy người ấy đã bảo quản được tài sản và còn tạo việc bố thí nữa sau đó người con trai của vị gia chủ ấy đã nói với đại đức ananda điều này thưa ngài ananda ai thật sự là người thừa tự của người cha là con trai hay là cháu trai này đạo hữu người con trai chính là người thừa tự của người cha. Thưa Ngài, Đại Đức Ajuka này đã bảo rằng của cải của chúng tôi là thuộc về người anh em họ của chúng tôi. Này đạo hữu, Đại Đức Ajuka không phải là sa môn. Sau đó, Đại Đức Ajuka đã nói với Đại Đức Ananda điều này. Này Đại Đức, hãy cho tôi cuộc phân xử. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Ubali là thuộc về phe của Đại Đức Ajuka. Khi ấy, Đại Đức Ubali đã nói với Đại Đức Ananda điều này. Này Đại Đức Ananda, vị tỳ khưu được sở hữu chủ nói rằng, hãy thông báo cơ hội này cho người tên như vậy. Rồi đã thông báo cho người ấy, điều đã được dặn dò, thì phạm tội gì? Thưa Ngài, vị ấy không phạm bất cứ tội gì cho dù là tội Dukata tác ác đi nữa. Này Đại Đức, Đại Đức Ajuka này được sở hữu chủ nói rằng hãy thông báo cơ hội này cho người tên như vậy, rồi đã thông báo cho người ấy. Điều đã được dặn dò. Này Đại Đức, Đại Đức Ajuka là vô tội. 173 Vào lúc bấy giờ, ở thành Paranasi gia đình hộ độ đại đức Pilin Davacha bị bọn đạo tặc cướp bóc và hai đứa trẻ trai đã bị bắt đi. Khi ấy đại đức Pilin Davacha đã dùng thần thông đưa hai đứa trẻ ấy về lại và để ở sân nhà. Dân chúng sau khi nhìn thấy hai đứa trẻ ấy đã nói rằng đây là năng lực thần thông của Ngài Đại Đức Pinlin Davacha, rồi đã đặt trọn niềm tin nơi Đại Đức Pinlin Davacha các vị tỳ khưu phàn nàn phê phán chê bai rằng tại sao đại đức da davacha lại đưa về những đứa trẻ đã bị bọn đạo tặc bắt đi các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu trong lãnh vực về thần thông vị có thần thông thì vô tội 174 Vào lúc bấy giờ có hai vị tỳ khưu là bạn bè Bandaka và Kapila. Một vị cư trú ở ngôi làng nhỏ, vị kia cư trú ở thành Kusampi. Khi ấy, trong lúc vị tỳ khưu ấy đi từ ngôi làng nhỏ đến thành Kusampi, ở giữa đường trong lúc lội qua con sông, có sâu thịt mỡ bị tuột khỏi tay đám thợ săn heo rừng, trôi đến dướng vào chân của vị ấy. Vị tỳ khưu ấy nghĩ rằng, ta sẽ trao lại cho các người chủ, rồi đã nhặt lấy các người chủ đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng ngươi không phải là sa môn có cô chăn bò nọ sau khi nhìn thấy vị ấy đi ngang qua đã nói điều này thưa ngài hãy đến ngài hãy thực hiện việc đôi lứa vị ấy nghĩ rằng tự trong bản chất ta không phải là sa môn nữa rồi nên đã thực hiện việc đôi lứa với cô ấy sau đó đã đi đến thành cô sampi và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị ấy không phạm tội Parajika trong việc trộm cắp, vị ấy phạm tội Parajika trong chuyện gắn bó vào việc đôi lứa. 175. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sagala, vị tỳ khưu đệ tử của đại đức dalika bị bực bội bởi sự không thỏa thích nên đã lấy trộm khăn xếp đội đầu của người chủ tiệm rồi nói với đại đức dalika điều này thưa ngài tôi không phải là sa môn tôi sẽ hoàn tục này đại đức ngươi đã làm điều gì thưa ngài tôi lấy khăn xếp đội đầu của người chủ tiệm vị ấy đã bảo đem lại vật ấy rồi cho người định giá trong khi được định giá, vật ấy có giá trị không đến năm Masaka. Này Đại Đức, ngươi không phạm tội Parajika. Rồi vị ấy đã thuyết pháp thoại, vị tỳ khưu ấy đã trở nên quan hỷ. Dứt điều Parajika thứ nhì.